Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Đợt vừa rồi thì mình mới mở cái tiệm bánh nho nhỏ nên là hơi bận một tí, thành ra video không lên được nhiều. Nhưng mà giờ thì ok rồi đấy, tiệm bánh đã đi vào hoạt động ổn để mình có thể tập trung leo rank, livestream và làm video cho các bạn xem rồi. Mình sẽ để link tiệm bánh ở phía dưới comment để các bạn có thể mua ăn thử, hoặc là mua tặng bạn bè người thân, mua tặng người yêu crush. Nhớ là feedback về sản phẩm và dịch vụ để mình có thể cải thiện, phục vụ các bạn tốt hơn nhé. Quay lại nội dung chính của video thì các bạn nghĩ sao về khủng long 60 số nổ hũ comeback top 1 mãn nhãn? Nghe là thì cuốn muốn xem ngay rồi đúng không? Thế thì mình vào game luôn để các bạn không phải chờ lâu nhé. Các legend bị thay đổi khá nhiều ở bản cập nhật 13.19. Thế nên là Poro quen thuộc là sự lựa chọn của mình trong ván đấu này. Vừa chơi game lại còn vừa được đi học ở thành phố Piltover, trường đại học Thicon Zibang. Rao quái đầu tiên rơi ra cho mình hẳn hai con dây si, như một tín hiệu vũ trụ từ một cái tộc hệ nghẹo nào đấy gửi đến mình nhỉ. Nước mắt, BF và giáp là ba mảnh đồ mình nhặt được sau đấy để tiến đến vòng chọn lõi 2.1. Ba nâng cấp kim cương đập thẳng vào mặt mình vì đây là trường đại học. Vừa miệng Surima khá là cùi vì mình không có form bài bắt được trước nên là Ron đã giãn cách xã hội mà đánh lose thì cũng hơi kỳ quá nên là không chọn được. Vé vàng là một sự lựa chọn có thể cân nhắc nha, vì bài mình hướng được đến cái bài form pháo thủ đi lên từ Piltover. Sau khi check qua các nhà thì mình thấy có một ông cũng chơi khủng long, tâm linh mách bảo là mình phải roll vé vàng đi và chọn về khổng lồ tí hon để đánh chung với cái ông Piltover kia. Chọn lõi xong cái thì Orianna với cả Vi cùng xuất hiện trong cửa hàng luôn, xếp bo góc kẹp Vi vào để tránh bị đối thủ đòn. Mình để thua nhà đầu tiên với ba chết khi mà họ lấy sách chọn ấn và cũng dùng nó luôn rồi. Round vừa rồi không tích đủ 10 tiền nên là round này phải tích lại thôi. Quá may mắn khi mà mình gặp luôn cái ông đang đánh Piltover cùng. Ông ấy lắp diệt cho JC nên là lượng đam nhiều hơn bài mình. Mình có thất bại thứ hai nhưng mà lần này chỉ thua có một chết, thậm chí được coi như là không thua chết nào luôn vì mình có khổng lồ tí hon để hồi lại hai máu. Tiếp tục gặp một nhà với hai sách chọn ấn nhưng mà lần này là 5 Noxus. Lượng đam và máu của Noxus đầu trận là quá nhiều. Mình cẩn thận cho thêm một chết vào sân nhưng mà vẫn không đép được con nào. Vừa thua đẹp ở round trước mà giờ thua nguyên sàn luôn. Lấy về chiếc cung 3 tiền ở vòng đi chợ để dễ đánh hơn nhé. Sau đấy thì mình tiếp tục để thua 2 round ở vòng 2.5 và 2.6. Mình còn lại 77 máu trước round người đá. Người đá trả cho mình một BF, một nước mắt và một ít tiền nữa. Check lại bài các đối thủ và cẩn thận để không bị đòn. Không check một lúc mà tự nhiên lòi đâu ra một ông Piltover nữa. 3.1 thì mình gặp cái nhà khế ước quỷ dữ nên là bị đấm full house. Vòng chọn lõi tiếp theo vẫn tiếp tục là một cái lõi kim cương. Hút máu siêu công nghệ chưa dùng được loại. Trang bị đầy đủ thì mình cũng khá là ít đồ để tối ưu. Roll cả hai và quyết định cuối cùng của mình là động lực cuối cùng. Mặc dù lõi này vừa bị nấp rồi nhưng mà giờ hết lựa chọn rồi phải lấy thôi. Mình sẽ tiếp tục đánh thua đến khi nào hết máu. Sau đấy thì sẽ roll ở 8, chốt một form bài rồi roll theo các tướng ở form bài đấy thôi. Thua thêm một round kích hoạt lõi, sau đấy lên 9 là vừa đẹp. Không cho thêm bất cứ chết nào vào sân ngoại trừ 3 Piltover. Mình để thua luôn cái ông đang nuôi khủng long mà 19 số này ở vòng 3.2. Tiếp tục thua full house trước cái nhà Noxus và còn lại 43 máu. Lấy về kháng phép ở vòng đi chợ để chốt luôn cái bài đấu Fiora Kai'Sa Mass Vidal mà mình đã có. Nhà ông Piltover này hơi đen khi mà đầu trận gặp mình thắng nổ 2 số, giờ lại tiếp tục gặp mình nổ một lần nữa với 12 số. Cái tư nhờ. Xin lỗi ông nha, tôi cũng muốn đâu game nữa, ép tôi thôi. Thua nốt nhà Samira Reroll ở vòng 3.6 để kết thúc vòng 3.1. Găng, một giáp và một đai máu là ba đồ mà mình nhặt được ở rau quái cùng với cả khá tiền. Số máu còn lại là 25, khủng long thì cũng đã 40 số. Theo tính toán của mình thì ở vòng 4 chấm này, nếu mà muốn thua luôn còn một máu trong một rau là không thể. Nên là mình sẽ up sẵn level 8 với 56 tiền còn lại. Thua thêm 2 round nữa rồi nổ với khủng long 60 số là đẹp. Round này thì mình để thua nhà chinh phạt và còn lại 10 máu nhé. Chọn vé đồng làm lõi cuối cùng để tía roll thêm cho được nhiều, tại vì mình có nhiều tiền mà. Roll cạn với 66 tiền mình đang có và mình bắt được khá tứ mình cần. Nhưng mà chưa cho vào sân, mình để ở ngoài và thua thêm một round nữa sau đấy mới nổ hũ. Tiếp tục gặp một nhà chinh phạt kẹp dũng sĩ nữa và đúng như tính toán, mình thua đồng thời kích hoạt động lực cuối cùng. Với số tiền nhận được từ lõi cũng như là chưa lên được level 9, mình roll nhẹ để lên được form 2 sao cùng hay M3 nâng cấp. Trời độ mình khi mà cho mình gặp một nhà Noxus chưa update và đang để tiền, mình dễ dàng có được chiến thắng và nổ hũ với 60 số. Nhặt về Ari ở vòng đi chợ để về lên luôn Ari 2 sao. Quà mình nhận được từ khủng long 60 số là 45 vàng và 3 đồ ánh sáng nha mọi người. Roll tiếp để ổn định đội hình thì mình cũng bắt được khá là nhiều tướng 2 sao cùng với 5 Fiora và 5 Kai'Sa. Quỷ thư ánh sáng được lắp cho Kai'Sa. Quyền trượng ánh sáng và nanh na sở ánh sáng thì cho Ari phụ đam. Tiến luôn Phương Hải Phòng với bộ bài Piltover pháo thủ lên bảng đếm số ở vòng 4.5. Điên. Cũng xui cho nhà khế ước quỷ dữ khi mà gặp phải mình ở vòng này, bị mình đấm cho tí nữa thì lên bảng cùng với người anh em Hải Phòng kia luôn. Chiến thắng thứ 3 đã có.
hai đồ còn lại ở Rao Chim thì mình lắp được thêm một số gì cho Ari ra chiêu nhanh tí. Còn quỷ thư thừa thì cho nốt Gangplank. Tiếp tục roll bằng số tiền tích được nãy giờ thì mình bắt được 7 Fiora và 7 Kai'Sa. Thay Gangplank và Sen vào chỗ hai con thách đấu kia để có thêm ô trống trên hàng chờ. Game khó đúng như cái tên ông này đặt. 5.1 rồi mà vẫn là riêng 1 thì đánh đấm gì. Nila thì 2 sao đấy nhưng mà đuối quá, mình đấm ông này nguyên nhà. Ronald để kết thúc trận đấu sớm hơn thì mình bắt được Aatrox 2 cùng với cả Fiora thứ 8. Tiếp nạn tiếp theo ập đến cái nhà Samira reroll dắt vàng. Chia buồn nhé. Sao mà đó được. Kết liễu sau ông này cũng là lúc top 4 có chủ. Fiora vừa như ăn mừng một pha comeback mãn nhã từ đấy xã hội đi lên. Nên là lên 3 luôn cho đẹp ở vòng 5.3. Dấu tích được chỉ thẳng vào cái người anh em dũng sĩ Nila và 5 tiền. Aatrox thì đã 2 sao cầm 3 đồ còn Nila thì vẫn 1. Không quá khó để Fiora cùng đồng đội có thể làm gọi được team bạn. Lụm nốt đẹp Kai'Sa ở chợ để về roll cho đẹp. Thì Kai'Sa cũng công hiến luôn mọi người ạ. Hai con 4 tiền 3 sao là đủ để cân rồi. Đây là mình bán Ari đi cùng với cả Sen 2 sao để tích lại 30 tiền. Tí nữa sẽ roll thuyền trưởng 3 sao để công hiến. Tiễn luôn ông đã chơi pháo cầm Gangplank của mình về với đất mẹ. Biết không ạ? Ông Noxus kia cũng không phải dạng vừa. Đã lên được Mordor 3 sao. Tuy là ông ấy có động lực cuối cùng nhưng mà mình vẫn muốn ông ấy thắng thêm round này để có thêm tiền roll Gangplank 3. Mình bỏ Kai'Sa ra ngoài sân. Gặp nhà dũng sĩ này thì Fiora 3 là đủ để cân. Nhà dũng sĩ dừng chân lại ở top 3. Còn ông Mordor 3 sao kia thì vẫn thua trước nhà mình. Roll luôn ở ra quái để tránh cái ông này cầm lại. Bán cả Hammer đi ở roll mà Gangplank cũng chỉ ra được con thứ 6. Còn map cuối cùng diễn ra khá là nhạt nhòa khi mà sức mạnh áp đảo hơn lẫn cả về tướng lẫn cả về đồ từ team mình. Fiora làm gói Mordor quá gọn. Và các tướng lắt nhất sót lại là nghề của Kai'Sa. Combat trong vánh top 1 cho nắng nhưng mà chưa đủ vãn nhãn. Thôi thì hẹn các bạn ở những video tiếp theo để chứng kiến thuyền trưởng 3 sao từ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ mua bánh, nhớ like cho mình. Và chúc bạn leo rank vui vẻ. Bye bye.